Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với Xe 2 giờ. Video này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe, tổng ân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Yaris Cross. Khi mà sang cuối tháng 2 này, chiếc xe Toyota Yaris Cross nó được tăng cường thêm khuyến mại em nha. Tăng cường thêm bằng tiền mặt nữa đây ạ. Còn anh em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe 2 giờ cũng chuyên về giá xe, tổng ân bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em về chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe là 650 triệu. Sang cuối tháng 2 năm 4 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 639 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 11 triệu tiền mặt. Vậy thì chiếc xe Yaris Cross này nó đang là 739 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 707 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 720 triệu. Và ở Tây Minh thì là 726 triệu ạ. Còn anh em giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chiếc bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Còn đối trả góp thì anh em chuyển ra với giá đang là 228 triệu thôi ạ. Tỉnh thì 195 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 208 triệu. Và ở Tây Minh thì đang là 215 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe, tổng ân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, vậy giao đoạn em giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Yaris Cross rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giao này xin phép em sẽ dừng giao ở đây. Anh em có thì hay thì bấm like, đăng ký kèm nha, để em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe, tổng dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau, để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn sau này cảm ạ.